Brighton sẽ có cuộc tiếp đón Southampton tại trận đấu sớm nhất của vòng 13 giải Ngoại hạng Anh. Nếu như ở mùa giải trước Brighton thi đấu khá sa sút ở giai đoạn lượt về của mùa giải và chỉ cán đích ở vị trí thứ 11 trên bảng xếp hạng thì mùa này đội bóng lại đang tìm lại phong độ của mùa 2022-2023. Lúc này Brighton đang đứng thứ 5 trên bảng xếp hạng với 22 điểm sau 12 vòng đấu. Tuy nhiên, Brighton cũng đang bằng điểm với hai đội đứng ngay trên là Chelsea và Arsenal nhưng kém về hiệu số bàn thắng, đồng thời kém đội nhì bảng Man City đúng một điểm. Trong khi đó, Southampton là tân binh mới quay trở lại giải ngoại hạng sau một mùa vắng bóng. Thế nhưng ngay cả suất lên hạng, Southampton cũng chỉ lách qua khe cửa hẹp sau loạt trận play-off. Bởi vậy, không quá bất ngờ khi Southampton đang đứng cuối bảng xếp hạng. Soi tỷ lệ kèo châu Á, 1/1.40, được thi đấu trên sân nhà và cũng đang hơn hẳn đối thủ trên bảng xếp hạng nên Brighton được đánh giá là đội cửa trên cũng là điều dĩ nhiên. Tuy nhiên, kèo chấp đang ở mức rất cao khi lên đến -1/4. Chọn Brighton. Soi tỷ lệ kèo tài xỉu, 3/1.4. Ở các trận gần đây, Brighton vẫn luôn duy trì lối chơi tấn công cởi mở nhưng cũng rất hiệu quả với hàng công chơi tốt. Trong khi hàng thủ của Southampton vẫn đang chơi rất tệ, cho dù đội bóng vẫn có được bàn thắng ở các trận gần đây nên nhiều khả năng đây vẫn sẽ là trận đấu có nhiều bàn thắng được ghi. Chọn tài